Vinhome cũng là một trong những cổ phiếu mà nó cũng có cái yếu tố giống VIX, đương nhiên là hai thằng thì nó cùng cùng một một họ thôi. Thì thằng Vinhome này ấy, thì nó cũng đã về cái vùng đáy của nó, anh chị em đang nhìn thấy là cái vùng khoảng tầm giá 442 đúng không ạ? Và tại sao trong những cái phiên gần đây ấy, nó cứ loanh quanh 42 nó lại rút chân lên, và hôm nay nó đã tưởng chừng như đứt đúng không ạ? Nhưng sau đó nó lại rút chân lên này, thì ok, đây cũng sẽ những cái cổ phiếu mà chúng ta sẽ theo dõi. VIX và Vinhome thì thường nó sẽ đồng pha với nhau và nó sẽ có tác động làm gì ạ? Đạt điểm số rất là nhanh mỗi khi mà gì, mỗi khi mà những cái phiên điều chỉnh thị trường ấy, thì đây cũng là mỗi thằng mà có thể tác động đến cả phái sinh cũng như là đến tâm lý chung của thị trường. Chính vì vậy nếu như mà nhóm này mà nó không chết, nó vẫn giữ được cái vùng này và có thể nó hồi phục lên, ok, anh chị em sẽ còn những cái nhịp hồi phục tiếp theo đúng không? Còn nếu như mà chúng ta cứ quan sát thật kỹ trong cái giai đoạn này, nên quan sát nhóm này đúng không ạ? Nếu mà chúng ta quan sát thật kỹ trong nhóm, thời điểm này mà thấy nó có dấu hiệu bụp thôi, có nghĩa là gì, kết phiên xong ở tầm 2:20 và nó không còn cửa đi lên, nó cắm thẳng xuống ấy, thì thôi, hành trình của chúng ta gọi là gì ạ? Say bye đúng không ạ? Chuyển hóa danh mục sang tiền, sau đó là ngồi chơi xây nước, đợi những cái cú sập xảy ra đúng không ạ? Và sau đó là gì? Gọi là chờ sung dụng đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ có thể là gì ạ? Tìm kiếm được những cơ hội, mình tin là trong năm nay hoặc tầm quý 2, cái thời điểm mà thị trường điều chỉnh sâu, và nó sẽ ra những rất nhiều cái cơ hội giá rẻ anh chị em, và nó sẽ tận dụng được để cho chúng ta có thể là tăng nắp trong một cái giai đoạn mà nó tương đối dài đúng không ạ? Có thể là từ 6 đến 9 tháng. Ok.